For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất. Ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự hôm nay. Người Hà Nội khổ với ô nhiễm không khí. Gần 2 tuần qua, thời tiết Hà Nội u ám, các chỉ số ô nhiễm môi trường được ghi nhận ở mức cao khiến người dân cảm thấy khó chịu. Chuyên gia nói tình trạng này không phải bất thường bởi thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, chỉ số AQI chất lượng không khí kém hơn các tháng còn lại. Sự xuất hiện của khói bụi vào mùa đông chủ yếu do lặng gió, ít mưa, kèm theo những ngày nghịch nhiệt với lớp sương mù dày đặc làm giảm khuếch tán của không khí, khiến các chất ô nhiễm quẩn quanh ở tầm thấp không rửa trôi. Nhắc về tác hại của ô nhiễm không khí, ông Tùng, dẫn nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhấn mạnh loại ô nhiễm này đe dọa sức khỏe của người dân và bụi mịn PM2.5, hạt bụi có kích thước bằng 1/30 sợi tóc, là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ tư thế giới. Riêng tại Việt Nam, khoảng 60.000 người chết mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí. Kết quả nghiên cứu tác động ô nhiễm không khí lên sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2021 của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, bổ sung điều ông Dương nêu. Tổng cục Môi trường cũng nhận định ô nhiễm môi trường tại Hà Nội từ cuối tháng 11 đến nay chủ yếu do bụi mịn PM2.5. Trong số đô thị bị ô nhiễm, giá trị trung bình 24 giờ ở Hà Nội cao nhất, có đến 6-7 ngày vượt qua giới hạn so với tiêu chuẩn cho phép, chủ yếu mức kém và chạm ngưỡng xấu. Theo khảo sát, lúc 9 giờ ngày 13 tháng 12 cho thấy số liệu quan trắc ô nhiễm không khí, kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng tại Việt Nam, chỉ số AQI ở nhiều quận trung tâm Hà Nội như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ đều trên 150, mức có hại cho sức khỏe. Cùng thời điểm, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới xếp Hà Nội thuộc 15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chính mối nguy hại từ bụi mịn khiến người dân những năm gần đây dần nâng cao nhận thức, tìm mọi cách tự phòng tránh như đeo khẩu trang, kính mắt, hạn chế ra ngoài, đóng cửa sổ, mua thiết bị lọc không khí hoặc gửi con cái về quê để tránh ô nhiễm. Tiến sĩ Tùng nói, dùng mọi biện pháp che mắt mũi miệng nhưng những cơn ho, sổ mũi và dị ứng da của chị Đỗ Huyền không cải thiện. Cuối cùng, người phụ nữ 35 tuổi chọn đi làm bằng xe buýt để hạn chế tiếp xúc với bụi. Tuy nhiên, các ngày trạm quan trắc gần nhà cảnh báo chỉ số ô nhiễm không khí vượt mức 200, chị xin làm việc từ xa hoặc nghỉ phép. Trong khi Đức Anh lại dùng thuốc trị viêm xoang liều cao, tôi tưởng thoát cảnh phụ thuộc vào thuốc, nhưng xuống nội thành được 2 tháng lại về vạch xuất phát. Cuối năm nay tôi sẽ lên Hòa Lạc, sau tính phương án về quê xin việc làm, Đức Anh nói. Bà Thanh Bình, 65 tuổi, từ Nghệ An ra quận Hà Đông trông cháu nhưng thi thoảng lại bị ngứa họng, ho và ngạt mũi không rõ nguyên nhân. Qua thăm khám, bà được chẩn đoán bị viêm mũi dị ứng. Kể từ đó, người phụ nữ tự nhốt mình trong nhà, bật máy lọc không khí nhưng sức khỏe không khả quan hơn. Thậm chí đứa cháu mới 6 tháng tuổi có triệu chứng sụt xịt mũi khiến bà có ý định đưa về quê vài tuần. Muốn hưởng không khí trong lành chỉ có bỏ về phố về quê, nhưng ở đây các con còn công việc học tập nên đành chịu. Giờ ai né được thì né, người ở lại buộc tìm mọi cách phòng tránh như mua khẩu trang, máy lọc không khí. Người phụ nữ này nói, chị Mai, chuyên cung cấp máy lọc không khí trực tuyến cho biết lượng hàng tiêu thụ trong 2 tháng gần đây tăng 50% so với cùng thời điểm năm ngoái. Trước nhu cầu trên, một bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Trung ương đề nghị giấu tên, khuyến cáo người dân nên chọn mua các sản phẩm chất lượng bởi rất nhiều loại trên thị trường chỉ có tác dụng ngăn bụi lớn, không thể chống lại bụi mịn PM2.5. Trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào, người dân cần tìm hiểu kỹ, tránh chạy theo trào lưu, không thu lại kết quả, vị này nói. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cho biết, nhiều năm nay Hà Nội đã phát triển xe buýt điện, di rời cơ sở công nghiệp khỏi nội đô, xử lý hành vi đốt rơm rạ sau thu hoạch, cấm đun than tổ ong. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục. Một trong những nguyên nhân do chưa kiểm soát tốt nguồn gây ô nhiễm nội tại như là nghề tái chế, công trình xây dựng chưa thật sự quan tâm tới phát thải không khí, lượng xe cộ tham gia giao thông không ngừng gia tăng, chưa kể nguồn phát thải từ các cơ sở công nghiệp lân cận. Điều này dẫn đến tình trạng mỗi đợt không khí ô nhiễm, người dân thủ đô chỉ biết trông chờ một vài trận mưa hoặc đợt gió mùa để phát tán bớt lớp bụi mịn dày đặc u ám, chuyên gia nói. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.